WHO cảnh báo biến thể Delta phá hủy thành quả chống dịch của thế giới. WHO đã đưa ra cảnh báo rằng thế giới đang phải đứng trước nguy cơ mất đi những thành quả vốn rất vất vả đạt được trong cuộc chống dịch COVID-19 do sự lấn át của biến thể Delta. Những thành quả vốn rất vất vả để đạt được của thế giới trong cuộc chiến chống COVID-19 có nguy cơ biến mất và hệ thống y tế ở nhiều quốc gia đang bị quá tải. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết ngày hôm qua 30 tháng 7 đề cập đến sự lây lan nhanh chóng của biến thể Delta. Người đứng đầu WHO cũng cho hay, các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đã tăng 80% trong 4 tuần qua ở hầu hết các khu vực trên thế giới. Trong khi đó, số người chết do COVID-19 ở châu Phi, nơi chỉ có 1,5% dân số được tiêm chủng, đã tăng 80%. Theo WHO, biến thể Delta đã xuất hiện ở 132 quốc gia, Tuy nhiên, chuyên gia cấp cứu hàng đầu của WHO cho biết, các loại vaccine được WHO phê duyệt đều cung cấp khả năng bảo vệ đáng kể để ngăn chặn các ca nhiễm bệnh nặng và nhập viện từ tất cả các biến thể, trong đó có biến thể Delta. Nói về sự bùng phát của biến thể Delta, ông cũng cho rằng thế giới đang chiến đấu với biến thể COVID-19 mới, dễ lây lan và thích nghi tốt hơn. Bà Maria, trưởng nhóm kỹ thuật của WHO về COVID-19 cũng cho biết biến thể Delta là loại dễ lây lan nhất, có khả năng lây nhiễm cao hơn khoảng 50% so với chủng virus SARS-CoV-2 lần đầu xuất hiện ở Trung Quốc vào cuối năm 2019. Trước đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC đã mô tả biến thể Delta có khả năng lây nhiễm giống như bệnh thủy đậu, cảnh báo loại biến thể này có thể khiến cho tình trạng của người bệnh trở nên nặng hơn.